Xin chào các quý vị khách hàng đã trở lại live show trà đá cùng Honda của chúng ta ngày hôm nay. Và tuần này thì chúng ta sẽ không ngồi với một cổ vấn nào cả, hay là một kênh má giảng dài nào trực tiếp cả, mà sẽ được vinh dự mời hai nhân viên kinh doanh xuất sắc của Honda Tô Vinh, những người trực tiếp giao xe cho khách hàng, chia sẻ cho khách hàng và tư vấn trực tiếp dùng xe cho khách hàng. Và hôm nay tôi thật được may mắn, tầm giờ này thì các anh đã ăn cơm nó say rồi, và xin phép hai anh vừa nha là được đến tham dự trường quay. Đây là anh Quân và anh Diều thì chưa có vợ nhưng mà là có người yêu. Ok, thì là đầu tiên thì chúng tôi muốn hỏi là hai anh ăn cơm chưa? Cơm thì ăn rồi. Nhưng chưa biết là buổi mốt không ạ. Nên là bây giờ là có khi là buổi đêm khuya nó ăn buổi nữa mà. Ok. Thì không biết là cảm giác đầu tiên của chúng ta khi hôm nay được đầu tiên bước vào trường quay trà đá cùng Honda tham gia trực tiếp với khách hàng thì như thế nào? Thì nói thật là mình cũng rất là hồi hộp. Lần đầu tiên được gọi là lên sóng trực tiếp với mọi người như thế này. Anh nhìn thẳng đây đấy, thì đầy quá mà. Anh nhìn thẳng mình đang ngại quá nên mà mọi người có gì thì thông cảm một chút. Ok, đây lắm, hồi hộp lắm. Anh Diều như nào nhỉ? Anh Diều như nào nhỉ? Đồng quan điểm mình hơi rút ngắn gọn cho ngắn gọn đấy. Ok, để không mất thời gian của hai anh và quý vị khách hàng thì hôm nay chúng ta sẽ không có một chủ đề nào cụ thể cả, mà chúng ta sẽ trao đổi về những kinh nghiệm, những hiểu biết của các anh khi giao xe với khách hàng, thì các anh sẽ chia sẻ và bày cho khách hàng cách sử dụng xe như thế nào, các tính năng trên xe như thế nào đấy, một cách dễ hiểu nhất. Đến với câu hỏi đầu tiên của một khách hàng, tức là khách hàng này thì vừa lấy Honda City, thì trên Honda City sẽ có một tính năng khá là nổi trội, đó là Cruise Control. Anh này thì muốn biết là cách cài đặt, cách sử dụng và lợi ích của cái tính năng Cruise Control này, thì mong anh mời anh Quân anh giải đáp cho khách hàng. Cái tính năng Cruise Control ấy, ở trên dòng mẫu xe Honda City được trang bị trên hai phiên bản, đó là phiên bản City L và City RS. Ok. Đấy, thì tính năng Cruise Control này ta gọi là tính năng ga tự động. Khi khách hàng chúng ta sử dụng xe trên đường và chạy trên đường cao tốc hoặc là đường trường chẳng hạn, đường vắng, thì chúng ta muốn nhàn hà trong hơn trong việc quá trình lái xe, chúng ta để xe nó tự động ga, tự động chạy, thì mình chỉ việc lái đánh lái thôi và tác dụng cân phanh khi mà có chứng ngại vật chẳng hạn. Còn bình thường xe nó tự động ga. Và để cài đặt tính năng này, ở trên vô lăng chúng ta có các phím bấm, đó là Cruise Control và Cancel, Set cộng Red trừ. Thì đầu tiên thì chúng ta thì muốn cài đặt, thì đầu tiên là tối thiểu tốc độ chúng ta cài đặt là phải đi ở tốc độ 40 km/h trở lên. 40 km/h tối thiểu là 40 km/h. Thì chúng ta mới có thể cài đặt ra tự động được. Khi quý khách hàng ga đến tốc độ 40 km/h, quý khách hàng ấn vào Cruise Control, nó sẽ hiện lên trên bảng đồng hồ tốc độ quý khách hàng có một cái chữ Cruise Control Main màu xanh. Thì khi đèn lên rồi thì chúng ta từ 40 trở lên chúng ta ấn vào Set trừ để cài đặt ga tự động. Okay. Và khi đẩy thì sẽ tự động chạy giữ tốc độ ở 40 km/h, không vượt quá. Khi chúng ta muốn tăng tốc, chúng ta ấn vào Red cộng, giảm tốc ấn vào Set trừ, hủy lệnh bằng cách ấn vào Cancel hoặc là tác động chân phanh. Lệnh chúng ta sẽ hủy lệnh ga tự động đấy. Và cái lợi ích của tính ga tự động này, thứ nhất là chúng ta sẽ nhàn hà trong việc quá trình ga đỡ mỏi chân hơn. Rồi. Thứ hai nữa ấy, là tránh được cái việc vượt quá tốc độ cho phép trên đường, các cung đường, đúng rồi, các cung đường có giới hạn tốc độ, cả các cánh áo vàng đúng chưa sẵn, đúng rồi, chính xác, đừng có để cả cánh vẫy cái đúng rồi, vẫy vẫy tao là cũng nhiều đấy. Ok, thế nếu mà chúng ta bây giờ, nếu mà ví dụ như là mình có hủy rồi thì mình muốn cấp lại cái đấy thì mình sử dụng như thế nào? Khi chúng ta hủy rồi ấy, thì chúng ta vẫn đang để lệnh, vẫn đang Cruise Control main và vẫn đang on sáng, chỉ cần việc ấn lại vào set trừ là sẽ tự động gã là red cộng. Để xem nó sẽ hồi lại đúng cái hồi lại đồng này cái đồng. Ok, cảm ơn về câu hỏi đầu tiên và anh Quân đã giải đáp cho khách hàng. Thì là chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Thì chắc là về đến anh Diều nhỉ. Diều anh cũng chắc là anh cũng nắm ngóng trả lời rồi. Khách hàng này thì có một câu hỏi khá là hay. Thì là anh này anh bảo là tôi vừa mới mua xe, nhưng khi tôi sử dụng cái thì cửa ngoài phía sau của xe không mở được, nhưng ở trong này mở ra được, vì sao? Anh ấy đang thắc mắc đấy, đang có vấn đề với cửa, anh đang nghĩ có vấn đề với cửa đấy. Cái này là ở trong thì mở ra được, bên ngoài là không mở ra ở được. Ở trong không mở ra được, ngoài thì mở được đấy. Cái này thì mình cũng có chia sẻ là hiện tại thì trên các dòng xe của Honda
từ CT, Civic đến HRV đến CRV. Thì cửa sáu nó đều có một cái tính năng gọi là tính năng khóa trẻ. Khóa trẻ. Đúng rồi. Mọi người chia sẻ với anh là anh chú ý kỳ ở cái phần viên cửa, nó có một cái khóa rất là nhỏ, có một cái lầy rất là nhỏ, có chữ lốc. Thì mình cố gắng là gạt cái lầy đó lên. Cái chức năng khóa trẻ này thì nó sẽ có tác dụng là khi mà các bạn trẻ ngồi phía sau á, thì bố mẹ lưu ý gạt cái lầy đó xuống. Từ bên trong thì sẽ không mở được, các bạn có nghịch, các bạn có lầy cái cửa, lầy cửa cũng không mở được, chỉ có lúc nào dừng hẳn xe và người lớn ra ngoài nó mở từ bên ngoài. An toàn cho trẻ đúng không? Rất là an toàn. Okay. Đó là một là tính năng an toàn của Honda. Ok. Đấy, các bạn nắm rõ cái đấy là tính năng an toàn. Anh nên hiểu nha, không phải là cửa bị gì đâu nhá. Yên tâm nhá. Ok. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này thì nó liên quan đến thu phí tự động. Tôi đi xem trên đường cao tốc, làm thế nào để có thể thu phí tự động khi tôi nghe quy định mới từ tháng 8 năm 2022 từ đây. Tức là anh nghe được biết là nghe phong phanh là anh ấy bảo là các cái trạm thu phí tự động ấy đến tháng 8 năm 2022 có thay đổi, tức là sẽ là đi qua luôn, không có dừng lại. Đấy. Thì là không biết cả anh là nắm được cái thông tin này chứ. Nhưng mình cái này thì mình cũng có thấy được cái thông tin là từ mùng 1 tháng 8 thì bắt buộc là trên đường cao tốc nếu có thu phí là đều chuyển qua thu phí tự động hết. Và cái này thì khách hàng cũng nhớ lưu ý, tại vì khi mà mình không làm thu phí tự động á, mình đến trả tiền làm thủ công á, thì rất dễ bị phạt. Sẽ bị phạt trực tiếp luôn đúng không? Sẽ bị phạt trực tiếp luôn. Vì là gây ùn tắc. Đúng rồi, đó. Đúng rồi. Thì mình sẽ nói về một số vấn đề khi mà cái thu phí tự động này. Cái thứ nhất là về cái thu phí tự động á, thì có những cái cách sau để các bạn có thể dán cái ETC thu phí tự động. Mình trình bày cho cả. Cái thứ nhất là mình có thể qua ở các trung tâm đăng kiểm. Các trung tâm đăng kiểm sẽ có dán. Sẽ có dán luôn. Cái thứ hai là ở các trang thu phí cũng sẽ có dán. Tức là tiền. Ngoài ra thì nó có những cái đại lý, những cái đại lý được cấp phép dán. Sẽ dán. Hiện tại thì ở cả nước có khoảng hơn 70 đại lý. Thì không biết là thủ tục thi dán thì mình có cần cái giấy tờ để mang theo những cái gì để họ cấp cho mình không? Cái này thì mình thủ tục đơn giản thôi. Mình chỉ cần mang đăng ký xe, đăng ký gốc của xe. Đăng ký gốc của xe và chứng minh nhân dân. Kèm theo thì như bình thường mọi người mình đăng ký xe là sẽ kèm theo 50.000, bởi vì 50.000 này nó sẽ nạp vào trong tài khoản gọi là thu phí tự động của mình. Cái này thì mình khi nào mình qua cầu thì sẽ tự trừ tiền lên đấy. Ok. Còn rất là tiền nhá. Đúng rồi. Thế thì tránh ra cái tránh đùn đắc trên các cái đàm thu phí trên đường cao tốc thì bây giờ từ mùng 1 tháng 8 2022 sẽ được đà ra một cái điều luật mới, tức là tất cả đều thu phí tự động và đi qua luôn. Đấy, thì là mong mọi người nắm được và đưa xe tới các chỗ đăng kiểm hoặc là các cái nơi mà được cấp phép dán VTC đấy, để mà mình làm cái phí thu phí tự động nó sẽ đỡ gây ùn tắc và tránh bị phạt nhá. Đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn này thì đang có ý định mua xe, bạn có một thắc mắc nhỏ là làm thế nào để mua xe được gọn và các thủ tục có đơn giản không anh? Bạn này bạn nào cho mình xin số điện thoại. Không thể mình không cho được. Mình nhờ giải đáp thôi, còn mình lấy rồi. Một bạn giấu tên. Có như một bạn giấu tên. Nghĩ định mua xe thì có gì bạn nào có ý định mua xe thì cứ liên hệ mình trước nhé. Bạn muốn. Về cái con thủ tục tài khoản đấy, okay. Thì mình sẽ xin hỗ trợ giải đáp bạn như thế nào sau. Đầu tiên là ở đại lý Honda Auto Vinh có hỗ trợ cho khách hàng mua xe trả góp, mình thì cần trả trước 20% thì sẽ được 20% trên tổng giá trị xe. Đúng rồi, là mình được có thể mang xe về nhà để được rồi. Hay với điều kiện đầu tiên là cái CSC của mình ấy, kiểu cái hồ sơ gọi là mình ấy, lịch sử trả góp của mình là có bị mắc nợ xấu hay không. Có nghĩa là từ trước đến giờ anh chỉ mua một món hàng nào đấy trả góp chẳng hạn, là bây giờ có lần nào trả chậm hay là kiểu quên trả hay chưa. Đấy, hoặc đang sót lại. Đúng rồi, đang sót lại. Thì cái này sẽ phải kiểm tra. Nếu hồ sơ của mình trong sạch, không có nợ xấu thì mình được quyền trả góp. Đấy, thì điều đó là điều kiện tất yếu đầu tiên. Tiếp xong nữa thì là bên ngân hàng cho vay, họ sẽ ra một cái gọi là thông báo, gọi là cam kết cho vay của ngân hàng. Và khách hàng phải đóng cái số tiền đối ứng, có nghĩa là số tiền khách hàng phải đóng 20%. Đúng rồi, 20% đấy cho bên đại lý. Đó là
số tiền đó đấy. Và bây giờ cái đấy thì mình sẽ để mình đăng ký bóng biển, ra biển. Ra biển. Đúng rồi, ra biển. Ra biển và bên ngân hàng sẽ giữ cái đăng ký gốc của mình. Và bên ngân hàng sẽ giải ngân tiền về cho công ty. Khi đấy số tiền còn lại, số tiền còn lại đó sẽ để mình có thể lấy xe về. À dạ. Ok. Đấy, đấy là những cái bước quy trình trình tự để mình có thể trả góp một cái xe. Đầu tiên thì cái quan trọng nhất vẫn là lịch sử trả góp. Thì là các bạn và các khách hàng nên lưu ý, khi mà mình muốn trả góp thì trước đây có thể là các bạn sử dụng những cái dịch vụ rất nhỏ, mua những cái gói hàng rất nhỏ, những chiếc điện thoại chẳng hạn đi, các bạn sử dụng trả góp. Nhưng chúng ta phải lưu ý tới là dù nó rất nhỏ nhưng chúng ta phải trả đúng hạn, trả đúng thì sau này lịch sử này nó sẽ liên quan đến chúng ta có thể mua xe, mua nhà, nó rất là quan trọng. Mọi người nên lưu ý cái việc đấy. Ok, cảm ơn anh Quân về cái hướng dẫn vừa rồi cho bạn kia. Bạn kia thì chắc chắn là tí là bạn inbox riêng cho anh Quân để mà cho số điện thoại. Ok. À có bạn này thì lại hỏi một câu là nó về nghiệp vụ. Anh Diều chắc là phải trả lời câu này. Mình mới mua xe Honda City nhưng chưa biết thay lốp dự phòng. Chắc là cũng có hướng dẫn rồi nhưng mà chắc là chưa được thực tế nên thành ra là nhờ mình hướng dẫn lại. Cũng rất là cảm ơn anh Dương, tại vì là lúc này giờ anh Dương đưa ra những câu hỏi nó tương đối là dễ trả lời. Được chưa, có câu hỏi trước khi mà đọc câu hỏi là mình rún lắm, mình nói Dương hỏi câu hỏi không biết nói nào. Thì chắc là cái này cũng phải chia sẻ là khi mà giao xe thì tất cả nhân viên Honda đều hỗ trợ khách hàng, đều hướng dẫn khách hàng quá về cái việc thay lốp, kích lốp như thế nào rồi. Chính xác. Cái vấn đề thay lốp, kích lốp thì đơn giản thôi. Mình chỉ có một số lưu ý như sau. Cái đầu tiên là phải lấy bộ đồ để vận ốc ra và lấy lốp dự phòng các thứ ra. Bước đầu tiên là mọi người phải vặn những con ốc ở lốp trước. Cần lốp. Lưu ý nhá, là phải vặn trước rồi mới kích lốp sau. Tại vì mình phải có cái đồ dư lại của lốp. Nếu như mình kích lên rồi là lốp nó quay tròn, rất là khó vặn. Cái thứ hai là khi vặn cả cái ốc ra thì cố gắng là vặn là hình ngôi sao, hình theo hình chéo. Đúng rồi. Okay. Hình ngôi sao. Sau khi vặn xong thì mọi người kích lốp lên. Kích lốp lên và gờ lốp dự phòng ra bằng gờ lốp bị hỏng ra bằng cách là phải đạp vào lốp. Còn tay khống rất là khó. Nặng đúng không? Nặng, rất là nặng. Thực tế mình chia sẻ là kể cả sức nhà anh em con trai mình vẫn thấy là tương đối nặng đó. Đấy, chứ không phải nhẹ đâu. Đối với phụ nữ nó còn khó nữa. Đúng rồi. Nó phải đạp ra, những kích sóng đạp ra. Và khi cho lốp vào thì bắt đầu hạ nhẹ kích xuống và vặn lại. Vặn khí vặn vào cũng nhớ là vặn theo hình ngôi sao. Đúng rồi. Đấy. Có một số lưu vậy, ý như vậy đó. Ok, cảm ơn anh Diều. Thì đấy là các cái quy trình thay lốp dự phòng ở trên đường. Nếu mà các chị em trên đường mà để khó khăn quá thì có thể là gọi tạm một anh lực điện nào để bên cạnh đường vô thấy cho. Thực chất nó không khó nhưng chúng ta phải làm chuẩn. Đấy, phải có mèo. Nó đơn giản thôi mà, chỉ việc lấy lốp dự phòng ra, mở lốp bị hỏng và lắp lốp dự phòng vào thôi. Đấy là suy nghĩ. Đấy là trong đầu. Đơn giản thôi, ba bước thôi. Rồi, đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn này thì có một cái là hỏi rất là hay. Bạn ấy ở Diễn Châu nha, Diễn Châu lấy xe rồi. Mình đi được xe gần hết 30 tháng rồi. Xe em gần hết đăng kiểm và phí đồng bộ. Mình ở Diễn Châu, làm thế nào để có các thủ tục này thuận tiện hơn chứ không phải vào Vinh. Vì lần trước là chúng ta làm xe thì gần như là chúng ta hoàn thành thủ tục cho khách hàng thì ở đăng kiểm ở Vinh đấy luôn. Đấy, bây giờ bạn ấy ở Diễn Châu thì bạn không có thời gian vào đấy. Bạn muốn là làm như thế nào, có địa chỉ nào ở gần ngoài Diễn Châu để chỉ cho bạn ấy. Câu hỏi này thì mình xin phép nhiều hơn Diều. Bởi vì đắc người yêu Diều Diễn Châu. Đi Diễn Châu xuống rồi. Ghê ghê. Ghê mà. Ok, thì mời anh Diều giải đáp cho bạn đây. Quân không có người yêu nào ở Diễn Châu à? À không, mình ở chỗ khác. À. Mình nghe bảo rồi. Nghe bảo hay là mình đi đổi chỗ khác rồi đấy. Cái đó là bị mệt. Bây giờ lên đây nó hơi khó. Đây là đời riêng thì, quay lại câu hỏi một tí thì mình cùng xin phép được trả lời. Câu hỏi này là câu hỏi mà chúng rất nhiều khách hàng hiện tại đang thắc mắc chứ không phải là mồi ấy. Hiện tại thì rất nhiều ở Nghệ An mình có rất nhiều trung tâm đăng ký đăng kiểm. Nên đó thì rất nhiều trung tâm đăng kiểm. Cụ thể là ở Diễn Châu thì có trung tâm đăng kiểm 3704D. 3704D. Nằm ở xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu. Huyện Diễn Châu. Thì
anh có thể đến trực tiếp đó và mọi cái thủ tục, mọi cái chi phí hay là cái quy trình làm thì nó đều giống nhau cả các trung tâm đăng ký. Tức là đến đấy thì chắc chắn là cũng có sẽ có người hướng dẫn đúng không? Sẽ có người hướng dẫn. Đấy. Thì đấy là cái địa chỉ mà trung tâm gì nhỉ? Trung tâm gì anh nhỉ? Trung tâm đăng kiểm 3704D. Trung tâm đăng kiểm 3704D, xí xã Diên Hồng. Ừ, xã Diên Hồng. Xã Diên Hồng, huyện Diên Châu. Xã Diên Hồng, huyện Diên Châu đúng không? Như anh nắm rõ cái địa chỉ đấy và mình đến trực tiếp để làm đăng kiểm xé nha. Thay đổi cái tem dán đăng kiểm đi, không đến mà hàn thì cả anh công an nó cũng sơ vào đấy. Rồi ok, để kết thúc chương trình thì chúng ta sẽ có một cái bàn này thì có cái thông tin quảng cáo Honda gần đấy. Thì bạn ấy muốn hỏi rõ một tí là em nghe nói Honda Vin đang có chương trình ưu đãi giá tốt 10 ngày vàng. Em sẽ được lợi gì khi mua trong xe, mua xe trong những tháng này? À, 10 ngày vàng. Cái chương trình 10 ngày vàng đấy, áp dụng bắt đầu từ ngày 21 tháng 7. 21 tháng 7, là hôm nay đúng không? Chính xác, là ngày hôm nay đấy, bạn ấy thông tin vẫn nhanh đấy. Mới sáng nay là có thông tin rồi. Cái chương trình 12 vàng này, đại lý hiện tại đang áp dụng ưu đãi chương trình cho khách hàng khi mua xe Honda, mua xe tại đại lý bao gồm Honda City. Khi khách hàng đặt xe Honda City trong tháng 7, trong 10 ngày vàng này thì quý khách hàng sẽ được tặng một voucher trị giá 3 triệu tiền mặt. À, 3 triệu tiền mặt, tức là trừ thẳng vào xe. Có thể áp dụng trừ thẳng vào giá xe được. Ok. Và Honda CRV thì sẽ được một voucher trị giá 5 triệu tiền mặt. Đấy, đây là chương trình 10 ngày vàng. Chỉ vậy thế à? Đâu có sót rồi anh. Đừng. Mình thấy Honda chương trình khuyến mại đang nhiều lắm. À. Nên 13 triệu thế à? Đấy là cái chương trình ngoài chương trình gốc. À, chương trình thêm thôi. Thế bạn hỏi 10 ngày vàng. Còn cái chương trình ưu đãi bán hàng hiện tại của đại lý ấy thì vẫn là ưu đãi hỗ trợ như các bạn đang xem hiện tại ở trên mạng ấy. Là như một Honda CRV hiện tại đang được ưu đãi giảm 50% thuế trước bạ. 50% thuế trước bạ. Rồi, chính xác. Và cộng thêm 19 triệu phụ kiện. 19 triệu phụ kiện và xe. Đúng rồi, chính xác. Và một gói phân khoa vitamin Shopee trị giá 1 triệu. Trị giá 1 triệu đồng. Đấy. Đó là Honda CRV. Còn Honda City hiện tại đang được khuyến mại giảm 10 triệu tiền mặt và 19 triệu phụ kiện. Còn một gói phân khoa vitamin. Tính ra là hai dòng xe này đang khuyến mại tiền mặt rất là nhiều. Đúng rồi, hai dòng xe này đang là được hưởng ưu đãi lớn nhất tại đại lý. Cảm ơn chia sẻ của hai anh về chương trình 10 ngày vàng Honda Auto Vinh. Thì quý khách hàng đang ngồi trực tiếp lái sau hay những người đã có ý định mua xe thắc mắc thì hãy nắm bắt cơ hội này. Trong vòng 10 ngày này chúng ta sẽ chạy đua với Honda Auto Vinh trong tuần lễ vàng 10 ngày thì sẽ được tăng đến 3 đến 5 triệu tiền mặt tùy từng dòng xe. Và cảm ơn quý khách. Thì hôm nay thì là được ngồi đây cùng hai anh nghe những chia sẻ của anh và đóng góp của các anh từ Honda Auto Vinh, chia sẻ của anh từ các khách hàng đang ngồi trực tiếp coi live show trà đá cùng Honda. Thì là mong tuần sau nếu chúng tôi có nguy cơ mời hai anh nữa thì mong là hai anh sẽ đồng ý vào đây ngồi cùng chúng tôi nữa. Vâng, chương trình hôm nay chúng ta đến đây là kết thúc. Nếu có câu hỏi nào đặt ra cho anh hay là muốn hai anh trực tiếp tư vấn mua xe thì hãy liên hệ trực tiếp anh Quân và anh Triều tại Honda Auto Vinh. Và xin chào tất cả các vị khách hàng, hẹn gặp lại đến tuần sau. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Ôi trời ơi.